Review phim mới xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn bộ phim Thần Bài 2 của Châu Tinh Trì nhé. Đầu phim là sự xuất hiện đầy chất khí của Lưu Đức Hòa, anh có biệt danh là Đỗ Hiệp, là đệ tử chân truyền của Thần Bài Châu Nhật Phát. Hôm nay anh công bố với mọi người rằng sư phụ và mình sẽ rút lui khỏi giới cờ bạc, chỉ tham gia vào những hoạt động từ thiện. Lúc này có một tên bố láo bố toét đến phá đám, nói rằng Thần Bài chỉ là đồ bịp bợm, cái gì là Thần Bài, gọi là thần khít đi. Không thể để tên này làm càng, Đỗ Hiệp liền ra tay dạy dỗ hắn. Chỉ với một lần kinh bài nhẹ nhàng, Đỗ Thần đã khiến những lá bài mà mình nhận được toàn là lá ếch. Kết quả là khiến tên phách lối này quyên góp từ thiện hết nửa gia tài. Cảnh chuyển đến anh Tinh của chúng ta. Anh và chú Đạt của mình đang ăn buffet mì gói. Anh Tinh là người có công năng đặc vị, nhưng khổ một cái là tiền kiếm ra từ khả năng này chỉ để làm từ thiện, không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Để chứng minh việc này, anh Tinh liền dùng số tiền mình kiếm được từ công năng đặc vị cho chú Đạt đi chơi gái. Nhưng chưa kịp làm gì thì luật hoa quả đã xảy ra ngay trước mắt, cả hai rớt xuống đường như là cái mít rụng. Tối đến, trong lúc ăn mì, chú Đạt đã nghĩ ra một cách để kiếm tiền đến vọt cả mì ra lỗ mũi. Đó là bái sư Thần Bài Châu Nhuận Phát để học thuật cờ bạc. Anh Tinh liền dùng kỹ năng thông thiên nhãn để nhìn ra vị trí của thần bài. Ông ta lúc này đang đánh bài. Nhưng cho ôi cặp bưởi này làm anh phân tâm quá đi. Sau đó là có người bắn súng, đạn bay vèo vèo, không thấy được gì nữa. Thấy không gặp được thần bài, hai người quyết định quay video bái sư, sau đó gửi cho thần bài. Chú Đạt bắt đầu chỉ cho anh Tinh những lời văn vô cùng tình cảm, đi thẳng vào lòng đất để gửi cho thần bài. Tiểu đệ là Ma La Tinh, 27 tuổi rồi chưa có nên thân, cầu xin sư phụ cứu mạng. Nhưng nói như vậy cũng thiệt là hèn hạ quá đi. Anh Tinh liền chuyển qua cách khiêu khích, nghe thằng cha bán cá nói là có ông bạn tên là thần bài, tay nghề hơi được một tí, có dám giao lưu với tiểu đệ này không chứ hả? Làm miếng mì hảo hảo cho nó ngon rồi nói tiếp nhen. Đây là tấm ếch, tiểu đệ chỉ cần trà nhẹ thôi, nó liền biến thành tấm ếch nhem nheo. Thiệt là đỉnh quá đi mà. Nhưng tâm huyết của anh Tinh khi đến tay Đỗ Hiệp thì y không thèm quan tâm. Cho hai người là bọn khùng điên, hôm nay, Đỗ Hiệp trở về Hồng Kông. Đây là ngôi nhà gần chỗ lúc trước Đỗ Hiệp sinh sống, anh từng ước mơ sau này sẽ sống trong ngôi nhà này. Và giờ ước mơ đã thành hiện thực khiến Đỗ Hiệp rất đắc ý. Về Hồng Kông lần này với Đỗ Hiệp còn có Long Ngũ, cận vệ thân tín của thần bài, anh ta đi theo để bảo vệ cho Đỗ Hiệp. Sau khi mọi người rời đi, Đỗ Hiệp liền gọi gái đến để thư giãn chút xíu. Lúc này, anh Tinh và chú Đạt diện hai bộ vest vô cùng bảnh bao xông vào, anh đến là để bái sư. Nhận được một đồ đệ anh Tuấn như tôi đây thiệt là may mắn theo sư phụ anh. Chúc mừng, chúc mừng. Sau đó là màn ngồi trên không khí vô cùng bá đạo của anh Tinh. Ghế đâu mà mày ngồi hay hẹ Tinh. Tiếp đó, với một cái bàn chải đánh răng, anh Tinh đã hô biến nó thành một lá ếch. Không để lép vế, Đỗ Hiệp cũng ném vài miếng sô-cô-la lên, chém vài nhát liền biến thành bốn lá ếch khiến anh Tinh cũng giật mình. Thấy không phân thắng bại, hai bên liền chuyển qua đánh bài, ai lấy lá lớn hơn thì sẽ thắng. Anh Tinh rút được lá ếch cơ, Đỗ Hiệp cũng rút được lá ếch bích, anh Tinh liền sử dụng công năng, biến lá bài của Đỗ Hiệp thành tấm hai rô, cứ nghĩ là ăn chắc, không ngờ Đỗ Hiệp đã đổi lấy tấm ếch của anh Tinh lúc nào không hay, đúng là cao thủ cả cao thủ. Lúc này Long Ngũ đi đến, muốn đuổi hai chú cháu anh Tinh đi. Tao là vua lì đòn, không bái sư được thần bài tao không đi đâu, nhưng khi vừa thấy Long Ngũ rút súng ra, hai người đã chạy không thấy chân. Lúc này, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cứ nghĩ là gái mình gọi đến, Đỗ Hiệp liền nói cô lên phòng tắm rửa cho ráo nước. Chờ anh lên úp sọt, nhưng anh không ngờ rằng đây là em gái của Long Ngũ, tên là Long Cửu. Nàng liền bón hành ngập mồm cho Đỗ Hiệp. Lúc này anh tiếp tục mồm mép, giải thích với Long Cửu, tôi không phải là người như vậy đâu nha. Nhưng quá đen cho anh là cô gái ngành lại đến đúng lúc này, thế là hết đường thanh minh. Anh Tinh và chú Đạt lúc này cũng không bỏ cuộc, tối đến tiếp tục đột nhập vào căn nhà. Mục tiêu là làm cho mọi thứ hỗn loạn, để thần bài tự giác ra gặp hai người. Bên trong, Đỗ Hiệp và mọi người đang ăn tối. Anh Tinh liền sử dụng công năng làm cái ly dịch chuyển, khiến rượu đổ đầy bàn. Đỗ Hiệp lúc này cũng phát hiện ra có kẻ nhìn lén, liền đi ra cửa sổ xem, cũng may anh Tinh độc thần chú tàng hình, khiến Đỗ Thần không nhìn thấy hai người. Sau bữa tối, Đỗ Thần đem một bó hoa đến xin lỗi Long Cửu về chuyện lúc sáng. Nhưng cô nàng đã từ chối thẳng thừng. Thấy việc này, anh Tinh liền khiến cho Đỗ Hiệp bị ảo giác, anh nhìn thấy Long Cửu mở cửa gọi mời mình, liền nhảy lên giường cưỡi đồ chờ sẵn, nhưng kết quả là lại vào phòng của Long Ngũ, đúng là ối rồi ôi. Lúc này Long Ngũ cũng nghe thấy tiếng động lạ trên mái nhà. Thì ra là chú Đạt đang kéo giữ dây dùng anh Tinh. Thấy Long Ngũ, chú Đạt liền bắt trước anh Tinh buông tay ra độc thần chú tàng hình, làm anh Tinh sấp mặt. Anh ngó không thấy tôi, anh ngó không thấy tôi. Này thì không thấy nè. Cuối cùng cả hai liền bị phát hiện, bị đuổi ra khỏi nhà. Không từ bỏ, anh Tinh liền đổi sang phương án đẹp trai không bằng trai mặt, ngồi ở sân ăn vạ khi nào bái sư được thì thôi. Lúc này, ở trong tù, ông Trần, một kẻ thù không đội trời chung của thần bài đang tìm cách trả thù. Hắn ra lệnh cho con trai nuôi của mình tên là Saddam, phải tìm cách triệt hạ thần bài. Tên này liền đưa ra chủ ý là bắt đầu tấn công từ Đỗ Hiệp,
mượn danh thần bài đi lừa các tay tỷ phú ở Đông Nam Á, phá danh tiếng của ông. Quay trở lại với Đỗ Hiệp, lúc này, anh Tinh và chú Đa vẫn còn ngồi như chó trước cửa nhà. Bên trong, một nhóm sát thủ xuất hiện tấn công Đỗ Hiệp. Long Ngũ liền lật bàn đỡ đạn, dùng súng phản công lại bọn chúng để Đỗ Hiệp chạy trốn. Bọn sát thủ đông như quân nguyên, mai phục khắp ngôi nhà. Đỗ Hiệp liền uống ngụm rượu, sau đó là phu lừa hạ vài tên. Còn chưa tới Tết mà ai bán pháo sớm vậy ta, không phải pháo đâu, bắn lủng cánh cửa kìa. Anh Tinh lúc này vẫn nghĩ là do Đỗ Hiệp muốn thử lòng hai chú cháu, chảy máu rồi nhà Tinh ơi, chảy máu hả, chạy thôi chú ơi. Trong nhà, Đỗ Hiệp vẫn đang chống trả bọn sát thủ rất quyết liệt, Long Ngũ với cây sốc lọ huyền thoại cũng đang bón hành cho bọn này. Còn anh Tinh và chú Đạt thì phối hợp vô cùng ăn hại, may mà Đỗ Hiệp xuất hiện chụp lấy khẩu súng, tiếp tục hạ vài tên. Thấy địch quá đông, Long Ngũ liền lấy xe bỏ chạy, nhưng cũng bị địch cho ăn một viên hạng nặng, vụ nổ khiến Long Ngũ trượt dài dưới đường, sau đó anh đã bị bắt. Còn Đỗ Hiệp và anh Tinh chạy đến trốn ở ngôi nhà nhỏ dưới núi, đây là ngôi nhà của Đỗ Hiệp thời còn chưa làm đệ tử thần bài. Tối hôm đó, anh Tinh đã dùng thuật thiên nhãn thông để tìm Long Ngũ, anh Tinh nhìn thấy một nhóm người bắt Long Ngũ vào một quán bar tên là Mộng La. Hai người liền đến đó để điều tra, nhìn thấy một tay xã hội đen ngồi tướng quá bố láo, anh Tinh cũng bắt trước nhưng khổ nổi chân anh quá ngắn, liền bị té sấp mặt. Lúc này trước mặt anh Tinh xuất hiện một cô gái, nhìn cô rất giống với Ỷ Mộng, người yêu cũ của anh Tinh, nhưng chỉ là người giống người. Cô gái xinh đẹp này tên là Mộng La, là chủ quán bar này. Anh Tinh lúc này vẫn không tin, muốn coi nách của Mộng La để xem thử phải là Ỷ Mộng hay không. Nhưng quá đen cho anh Tinh là Mộng La chỉ để ý đến chú Đạt, còn mời chú Đạt về nhà húp giỏ lông trước cặp mắt cay cú của anh Tinh. Bị chú cướp mất cờ rớt, anh Tinh đau đớn đứng hát bài thất tình của Trịnh Đình Quan đầy tâm trạng. Giờ em đã là vợ người ta, đã cho người ta ăn sò lông. Đỗ Hiệp thấy vậy thì ra mắng cho anh Tinh một trận, nói là đi tìm Long Ngũ, nhưng lại ở đó giành gái. Sau đó Đỗ Hiệp cá cược với anh Tinh. Nếu trong nửa giờ đồng hồ anh Tinh không nói chuyện thì sẽ dẫn đi gặp Đỗ Hiệp, ok chơi thì chơi. Thấy cầu thang bị hỏng, nghĩ là Đỗ Hiệp chơi mình, anh Tinh liền phóng qua. Kết quả là bị rớt xuống dưới, cầu mai phục xung quanh, nhưng may mắn là anh đã đu bám lại được. Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, anh Tinh vẫn không mở miệng nhờ Đỗ Hiệp giúp đỡ, từ từ những ngón tay gần buông lơi. Sắp phải là mồi cho chó đến nơi thì tiếng chú Đạt lại ở ngoài vọng vào, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, được lòng ghen tuông tiếp thêm sức mạnh. Anh Tinh từ chút vực lại tinh thần, trèo lên trên thành công, nhưng chưa kịp thở thì lại bị Đỗ Hiệp xô xuống lại. Với tuyệt chiêu đã cầu bổng pháp đã thất truyền, anh Tinh đã thành công trấn áp được con chó, có điều hơi te tua một chút. Sau khi biết chú Đạt đến nhà Mộng La chỉ có ăn bánh, uống trà sữa chớ chưa có ăn sò lông, anh Tinh lúc này mới bình tĩnh trở lại. Sau đó chú Đạt muốn anh Tinh truyền cho mình một nửa công năng đặc vị để lấy le với Mộng La, thấy chú ấy lâu năm, nay gặp được người yêu thương. Anh Tinh cũng đồng ý giúp chú Đạt lần này, nhưng vừa mới nhận công lực nên cần kiểm tra xem có hiệu nghiệm hay không. Anh Tinh liền cho chú Đạt biểu diễn thiết đầu công, công năng đặc vị thì có rồi đó, nhưng có điều cái đầu phải may mấy mũi. Tiếp theo chú Đạt đến nhà Mộng La, đánh bạc với mấy ông lão ở đây để lấy le với cô nàng. Lúc này ở nhà anh Tinh và Đỗ Hiệp cũng nhận được tin, có người muốn giả mạo anh và thần bài để tổ chức một buổi đánh bài từ thiện ở trên thuyền. Vừa nhìn Đỗ Hiệp đã biết tên này muốn mượn danh tiếng mình và sư phụ để lừa gạt những tay giàu có. Cả hai lên kế hoạch vạch mặt tên này, Đỗ Hiệp dẫn anh Tinh đến một sòng bạc ngầm, muốn kiếm tiền để tham gia buổi từ thiện, anh Tinh đóng giả làm một thiếu gia khù khờ, cho bọn này lột. Mày có thích ăn lòng xào dưa 30k không? Không, tao chỉ thích ăn gái, á thằng này nó ngu thiệt nè, thế thì lượm nó. Thấy dễ ăn, bọn này liền đồng ý chơi chung. Bên phía chú Đạt, với công năng đặc vị, chú nhanh chóng đánh bại hết đối thủ, nhưng vì quá vui mừng, chú Đạt đã làm điều cấm kỵ của người có công năng, đó là đưa tiền cho gái, kết quả là sai sầm mặt mày, anh Tinh vì thế mà cũng bị ảnh hưởng. Anh đang cần con ba rô để hốt sòng như kết quả chỉ biến được một nửa, thấy vậy, hai người liền chơi chiêu, giả vờ cho đối thủ thấy nửa quân bài để bọn này thấy thua mà bỏ bài. Cứ như vậy, anh Tinh và Đỗ Hiệp lừa được mọi người ván đầu tiên, đến ván tiếp theo, tình thế vẫn như cũ. Anh Tinh vẫn xài lại chiêu cũ nhưng lúc này có một ông chú nhất quyết không chịu bỏ bài, bất ngờ lúc này công an ập đến, mọi người nhanh chóng ngụy trang. Anh Tinh cũng nhảy luôn lá bài vào mồm, thấy không có vấn đề gì, công an đã rời đi. Lúc này mọi người bắt đầu khui bài. Cứ tưởng là lá bài tẩy của anh Tinh đã bị ăn mất, nhưng không ngờ anh vẫn còn giữ lại nữa lá ách, cả hai thành công thắng được ván này. Cuối cùng anh Tinh và Đỗ Hiệp đã thắng một vali tiền. Bên phía chú Đạt, thì ra vì Mộng La nợ Sa Đa một số tiền, nên tên này ép cô phải lừa chú Đạt. Sau khi thành công, chú Đạt đã bị tên Sa Đa bắt đi, nhưng tên này quá lươn lẹo, xong việc mà không xóa nợ cho Mộng La. Còn muốn sơ muối cô, Mộng La lúc này chống cự quyết liệt, liền bị tên này đánh cho một trận, Sa Đam nói những ai mà không chịu phục tùng thì hắn cũng không thèm chơi. Sau đó hắn cũng bắt luôn Mộng La. Ngày hôm sau, Sa Đam bắt đầu buổi đánh bài từ thiện trên du thuyền,
Trong lúc hắn đang mượn danh Đỗ Hiệp để luyên thuyên với mọi người thì Đỗ Hiệp thật cùng anh Tinh đã xuất hiện để chứng minh thân phận. Hai bên quyết định chơi một ván bài, nếu ai thắng thì người đó là Đỗ Hiệp thật. Tên Saddam lúc này đã bố trí camera ở khắp nơi, sau đó là cho người trong phòng máy quan sát, phân tích lá bài của Đỗ Hiệp. Bị biết trước được bài, Đỗ Hiệp đã bị thua bẽ mặt, nhưng cũng không thể để tên Saddam tiếp tục mạo danh mình. Đỗ Hiệp muốn gọi cho thần bài để chứng minh thân phận. Nhưng đến khi thần bài đã bắt máy, tên Saddam đã đưa chú Đạt, Long Vũ ra uy hiếp, làm Đỗ Hiệp phải tắt điện thoại, sau đó anh rời đi đầy ô nhục trước mọi người. Tối hôm đó, Đỗ Hiệp và anh Tinh Dầu muốn thúi ruột. Đã vậy trời còn đổ cơn mưa chẳng khác gì như đái vào nỗi đau của hai người. Sau đó cả hai có một cuộc tâm sự giữa hai người đàn ông dưới mưa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, tao còn 5.000 ăn sáng nè, mai đem đi chơi tất tay với tụi nó. Cả hai bắt đầu vượt lại ý chí, quyết định sẽ phá tan âm mưu của Saddam. Sáng hôm sau, trong lúc chuẩn bị lên đường thì Đỗ Hiệp đã đánh ngất anh Tinh vì không muốn anh Tinh gặp nguy hiểm. Đến lúc anh Tinh tỉnh dậy thì Long Cửu đã đến. Thì ra là bên phía hình cảnh cũng đã phát hiện ra bọn bịp bợm Saddam muốn cử Long Cửu đến đây để điều tra, sau đó hai người cùng đi đến du thuyền. Về phía Đỗ Hiệp, anh đến du thuyền thì bảo vệ không cho vào vì không có cà vạt, tưởng cái gì chứa cái này thì dễ. Sau đó tên Saddam cũng đến gặp Đỗ Hiệp, hắn nói vào vòng cuối thì hắn cũng sẽ tham gia, chỉ cần có 30 triệu thì Đỗ Hiệp cũng sẽ được mời, nhưng Đỗ Hiệp bây giờ chỉ còn mỗi cái nịt, anh liền mượn của Saddam 10 đồng để đi kiếm tiền. Nghĩ có 10 đồng mà đòi ăn 30 triệu, Saddam cười muốn nội thương, sau đó hắn cũng đồng ý cho mượn, nhưng tên này muốn sỉ nhục Đỗ Hiệp nên đã ném tiền xuống đất, muốn anh phải cúi xuống lấy, tưởng gì chớ nhiêu đó sao làm khó được anh, Đỗ Hiệp liền san tô một vòng ngầu lòi để lấy tiền. Đỗ Hiệp đổi lấy 2 đồng tiền, đặt 1 đồng vào tài, nhưng bọn này liền cho nhảy hột, Đỗ Hiệp cũng nhanh tay ném đồng tiền còn lại đến ô đúng số nút, kết quả là 1 ăn 50. Qua tới bản thứ 2 là chơi bài, bài của Đỗ Hiệp đã được camera ghi lại, phân tích là con ếch. Nhưng đến khi mở bài thì lại là đôi 8, thì ra anh đã biết trước thủ thuật của bọn này, nên đã nhét một cây tăm vào lúc nặng bài, thành công lừa được bọn này. Về phía anh Tinh, anh và Long Cửu đã đột nhập được lên du thuyền, hai người chia ra đi tìm mọi người. Anh Tinh đi đến một căn phòng, với vài thế võ thượng thừa, đánh cục hai vệ sĩ canh cửa, thì ra bên trong là Mộng La, cô cũng nói với anh là mình bị tên Saddam ép phải lời chú Đạt, sau đó Mộng La giúp anh Tinh lấy lại tinh lực bằng cách thổi kèn bài ô mai chuối. Lần này không những hồi phục lại tinh lực mà còn tràn trề hơn lúc trước, anh Tinh bước ra trông thật thần thái, lần này là chết tụi này với anh. Bên phía Đỗ Hiệp, lúc này một tên mắt trầu xuất hiện, thằng này tên là Quân, là người có công năng đặc vị mà Saddam đã mời đến để đối phó với anh Tinh. Anh Tinh lúc này cũng xuất hiện với thời trang đi vào lòng đất, vì không để ý, anh Tinh đã vô tình nhìn vào mắt tên trột, hắn liền đưa anh vào mộng cảnh, đó là hát karaoke ở Vũng Tàu cùng đám bạn. Ở hiện thực, anh Tinh đang ôm chân một và thím kéo đàn, hát nghêu ngao. Sau khi Đỗ Hiệp gọi anh tỉnh dậy, anh Tinh mới biết tên Quân này cũng có công năng giống mình. Lúc này chủ bàn cũng bắt đầu lắc xúc xác, cả ba người đều nhìn thấy bên trong là 123, nhưng vô dụng thôi, vì bên dưới có cái nút, tên này đá vào thì xúc xác sẽ nhảy. Thấy vậy, anh Tinh liền thi triển công năng, làm mạch điện hở ra, khi tên chủ bàn đã vào thì bị điện giật cho bắn khói lỗ đếch. Thằng Quân thấy vậy liền vận công thay đổi xúc xác, anh Tinh cũng đáp trả, hai bên đấu qua đấu lại khiến cái hộp rung lắc dữ dội. Cuối cùng, anh Tinh dùng chiêu thiết đầu công đập xuống bàn, hộp xúc xác vỡ vụn, không có nút nào, nghĩa là xỉu thắng, ra tiền, ra tiền. Lúc này tên Saddam đến báo là chỉ còn 5 phút nữa là ván đấu chung kết diễn ra, nhưng lúc này Đỗ Hiệp mới kiếm được 3 triệu, nếu tên mắt chuột cứ theo như vậy thì không thể nào kiếm đủ tiền. Anh Tinh liền ra kế sách. Hai người giấu tiền vào bụng, sau đó chia ra bỏ chạy, nghĩ tiền ở bên anh Tinh, thằng Quân chạy muốn tụt quần đuổi theo, nhưng cuối cùng anh Tinh chỉ cầm cái nịt. Tên Quân quay xuống thì thấy Đỗ Hiệp đã kiếm đủ số tiền, đến khi quay lại, tên trở lại rơi vào bẫy tình của Tinh gia, hắn hóa thành một thiếu nữ yêu đời. Lao vào đám lửa để quyên sinh, ở thực tại, tên này đang múa quạt trước mặt mọi người. Hay ra, mày dã lẹo cái cũng thiệt là quyến rũ quá đi mà. Tiền đã đủ, Saddam đành chấp nhận cho Đỗ Hiệp tham gia vòng chung kết, để trợ giúp, anh Tinh tự đấm vào bàn mặt của mình để phá hủy các máy quay hỗ trợ. Chú Đạt và Mộng La cũng đã được giải cứu. Tiếp theo, Đỗ Hiệp và tên Saddam liên tục thắng, chú Đạt và anh Tinh biến thành đội cổ vũ múa nhảy nhiệt tình, chẳng mấy chốc mấy tay đại gia đã bị thua sạch tiền, chỉ còn lại hai người, chơi ít người mất hay, anh Tinh và tên mắt trột cũng tham chiến, một ván quyết định thắng thua. Lúc này thằng Quân có đôi gì, Saddam có đôi ếch, Đỗ Hiệp thì ba con năm, anh Tinh thì khả năng cao là thùng phá sành, bài ai cũng lớn nên đã đánh tất tay, lúc này chỉ cần con năm thì Đỗ Hiệp sẽ ra bài tứ quý, chiến thắng ván này. Thấy vậy, tên Quân đã biến lá bài tẩy của Đỗ Hiệp. Nhưng hắn không ngờ rằng, con năm của Đỗ Hiệp đã đổi qua cho anh Tinh, kết quả anh Tinh thùng phá sành, gom xong, mắt trượt lúc này quá tức giận, liền chửi phụ huynh của anh Tinh.
Vì quy phạm điều cấm kỵ của người sử dụng công năng nên tên này đã mất công lực, bỏ đi nhục nhã. Tên Saddam lúc này cũng lộ bộ mặt thật, vì thuyền đã ra khỏi Hồng Kông nên giết người sẽ không sao, hắn liền cho người giết hết đám anh tinh. Anh tinh liền vận công tạo ảo giác, làm bọn bảo vệ nghĩ mình đang cầm rắn nên ném súng xuống đất. Tiếp đến, Long Ngũ và Long Cửu cũng xuất hiện bắn súng yểm trợ, giúp cả đám bỏ chạy. Anh tinh dẫn Mộng La chạy vào một nhà tắm, sau đó là lấy hai cái hút bột cầu biến thành ấy tiểu long, đánh cho bọn vệ sĩ vỡ luôn cái trứng cút. Bên ngoài, chú Đạt và Đỗ Hiệp cũng đang giao chiến, chú Đạt san tô vài trăm vòng mà không biết cách dừng lại, sau đó là may mắn hạ được một tên. Đỗ Hiệp và Long Cửu cũng phối hợp nhịp nhàng, hạ vài tên cảnh vệ, cuối cùng, tên Saddam cũng bị Đỗ Hiệp bắt được. Hắn giả vờ ngu ngơ, thừa nhận hết mọi tội lỗi trước mặt mọi người, còn đồng ý xóa nợ cho Mộng La, nhưng với bản tính lươn lẹo, hắn muốn bắn lén Đỗ Hiệp, kết quả liền bị anh Tinh và Đỗ Hiệp đánh cho vỡ alo. Cuối phim, hai người đã nghĩ ra cách xài tiền kiếm được. Đó là anh Tinh sẽ đưa tiền kiếm được cho Đỗ Hiệp, lúc đó anh Tinh biến thành người nghèo thì Đỗ Hiệp lại làm từ thiện để giúp đỡ anh Tinh. Cả hai cười như nhé vì sắp phát tài đến nơi. Lúc này, một người đi đến, không ai khác chính là thần bài. Bộ phim cũng kết thúc ở đây. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye!